Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Thưa quý vị, sáng nay tại thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp để giới thiệu nhân sự và bầu đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Mở đầu hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã dành một phút tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, một tấm gương sáng ngời về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, người đảng viên cộng sản kiên trung, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, hiện thân đầy đủ phẩm chất, tài năng, bản lĩnh, trí tuệ của thế hệ lãnh đạo Việt Nam thời kỳ đổi mới. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Bộ Chính trị điều hành hội nghị. Tại hội nghị, căn cứ các quy định của Đảng, trên cơ sở định hướng giới thiệu nhân sự của Bộ Chính trị, Trung ương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận dân chủ, suy tôn, thống nhất rất cao với số phiếu tuyệt đối 100%, bầu đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu khẳng định kế thừa và phát huy những thành quả cách mạng mà đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các thế hệ lãnh đạo đi trước đã gây dựng, duy trì sự đoàn kết thống nhất và cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra, tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, đưa đất nước vững bước phát triển trong giai đoạn mới. Sau đây là tóm tắt tiểu sử đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ngày sinh mùng 10 tháng 7 năm 1957, dân tộc Kinh, quê quán xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, nơi ở hiện nay số 64 Phan Đình Phùng, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Ngày vào Đảng 22 tháng 8 năm 1981, trình độ giáo sư tiến sĩ luật học, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 14, 15, Thứ trưởng Bộ Công an từ 2010 đến 2016, Bộ trưởng Bộ Công an từ 2016 đến 2024, được thăng cấp bậc hàm Đại tướng Công an Nhân dân tháng 1 năm 2019, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2024, ngày 3 tháng 8 năm 2024, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm. Kính thưa các ông chí chủ trì hội nghị, kính thưa các ông chí Ủy viên Trung ương Đảng, trước hết tôi xin chân thành cảm ơn Bộ Chính trị đã tin tưởng giới thiệu, các đồng chí Trung ương đã tín nhiệm bầu và giao cho tôi trọng trách Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Đây là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm vinh quang trước Đảng, trước nhân dân, trước lịch sử hào hùng nghìn năm văn hiến của dân tộc và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời đại mới. Tôi xin hứa trước Trung ương, trước toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu cùng các đồng chí Trung ương kế thừa, phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang, kinh nghiệm quý báu của Đảng ta và những thành quả mà các kỳ đại hội, trong đó có Đại hội lần thứ 13 của Đảng đã đạt được. Phát huy cao nhất tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, không ngừng tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng tiêu cực, gắn kết tư tưởng và hành động, ý Đảng và lòng dân, tận tâm, tận lực, tận hiến, phấn đấu hy sinh vì Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh, vì nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, nhân dân Việt Nam có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Tập trung chỉ đạo tổ chức tốt việc hoàn thành các công việc để tổ chức thành công Đại hội lần thứ 14 của Đảng, chuẩn bị tốt các dự thảo các văn kiện đại hội, định hướng và chuẩn bị tốt nhân sự các cấp, tiến hành tổng kết 40 năm đổi mới của đất nước, thừa kế những thành tựu lý luận quan trọng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã được các thế hệ lãnh đạo Đảng, trong đó có đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đúc kết đề ra đường lối đúng đắn, đưa đất nước tiếp tục phát triển toàn diện trong thời gian tới. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị,
Ban Bí thư khóa 13 sẽ là tập thể vững mạnh, hạt nhân quy tụ sức mạnh, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi chủ trương đường lối của Đảng, trước hết là nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13, tạo nên nền tảng vững chắc hoàn thành mục tiêu của đất nước 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lên lần Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đến giữa thế kỷ thứ 21, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Những quyết sách vừa qua trong Đảng chắc chắn sẽ tăng cường sức mạnh của Đảng, củng cố đoàn kết, thống nhất, niềm tin của nhân dân với Đảng. Tôi mong tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các đồng chí Trung ương để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn thử thách, nhưng với sự đoàn kết nhất trí, phát huy trí tuệ, bản lĩnh và những quyết sách mạnh mẽ, đúng đắn, sáng suốt của Đảng, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng đất nước ta sẽ ngày càng phát triển phồn vinh, nhân dân ta ngày càng ấm no, hạnh phúc, dân tộc ta ngày càng cường thịnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc về việc Trung ương và toàn Đảng đã tin cậy giao cho tôi trọng trách vinh quang. Chúc toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Trong sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham dự cuộc họp báo thông báo kết quả hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng và trả lời các câu hỏi của các hãng thông tấn báo chí trong nước và quốc tế. Tại cuộc họp báo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất đi là tổn thất vô cùng to lớn, không thể bù đắp. Ở thời khắc này, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và bạn bè quốc tế còn đang rất xúc động, chưa vơi niềm tiếc thương vô hạn đối với nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc. Song trước yêu cầu nhiệm vụ thường xuyên cấp bách của Đảng và Nhà nước, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định chủ trương kiện toàn các chức danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trước hết là chức danh Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Việc bầu chức danh Tổng Bí thư giữa nhiệm kỳ được thực hiện theo đúng quy định, điều lệ Đảng, phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và các quy định về công tác cán bộ của Đảng. Đây cũng không phải là vấn đề mới. Trong lịch sử Đảng ta cũng đã bầu Tổng Bí thư giữa nhiệm kỳ đối với đồng chí Trường Chinh, đồng chí Lê Khả Phiêu. Quá trình chuẩn bị giới thiệu nhân sự Tổng Bí thư đã được thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, chức danh, quy trình theo quy định của Đảng. Để đảm bảo sự ổn định, kế thừa, phát triển những kinh nghiệm, những thành tựu mà đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm và Ban Chấp hành Trung ương các khóa trước đã đạt được với trách nhiệm cao nhất vì sự nghiệp chung của Đảng, của đất nước, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ, kỹ lưỡng, xem xét nhiều mặt và thể hiện sự thống nhất rất cao trong việc giới thiệu và bầu chức danh Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Được Bộ Chính trị tin tưởng giới thiệu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tín nhiệm, bầu và giao trọng trách Tổng Bí thư, tôi nhận thức sâu sắc đây là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm vinh quang trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, trước truyền thống của cha ông và lịch sử hào hùng ngàn năm văn hiến của dân tộc, trước các thế hệ lãnh đạo tiền bối, trước yêu cầu thực hiện thành công đường lối đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kế thừa phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Đảng ta, phát huy tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, trước hết là nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13, xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng, đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia của dân tộc, hết lòng, hết sức, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, lấy hạnh phúc của nhân dân là niềm vui lẽ sống, chăm lo đầy đủ và sâu sắc đến đời sống nhân dân, phát triển kinh tế xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần,
bảo đảm quốc phòng an ninh là trọng yếu, thường xuyên, kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh thời đại, phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nguồn nội lực nội sinh, nguồn lực con người là quan trọng nhất. Tiếp tục lãnh đạo toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện quyết liệt, có hiệu quả những định hướng lớn, đột phá chiến lược mà Đại hội lần thứ 13 của Đảng đã đề ra, trong đó có 6 trọng tâm. Thứ nhất, giữ vững độc lập, tự chủ, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo, vùng trời của Tổ quốc, kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương, đa dạng hóa, không ngừng tăng cường đóng góp của Việt Nam vào hòa bình và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Thứ hai, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kiên định lập trường, quan điểm và thực hành dân là gốc, nhân dân là chủ thể, trung tâm của công cuộc đổi mới, đảm bảo mọi người dân đều được thụ hưởng những thành quả của đổi mới, phát triển, được sống hạnh phúc trong môi trường an ninh an toàn, không ai bị bỏ lại phía sau. Thứ ba, tập trung xây dựng Đảng thật sự trong sạch vững mạnh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Thứ tư, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, củng cố tiềm lực quốc gia, thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư sản xuất kinh doanh, huy động tối đa nguồn lực xã hội cho sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Thứ năm, khơi dậy tinh thần, ý chí quyết tâm, phát huy cao nhất giá trị văn hóa Việt Nam, con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thứ sáu là ưu tiên tập trung chỉ đạo có hiệu quả chất lượng các văn kiện, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới tổ chức thành công Đại hội lần thứ 14 của Đảng. Chúng ta nguyện kế tục trung thành sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục thực hiện lý tưởng cao cả của Người và di sản mà các thế hệ lãnh đạo tiền bối, trong đó có cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân không ngừng phấn đấu lập lên những kỳ tích phát triển mới, thực hiện thành công di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước mộng của toàn dân tộc ta. Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Cũng tại cuộc họp báo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trả lời các câu hỏi của các phóng viên về các nội dung trọng tâm thời gian tới như công tác xây dựng Đảng, chính sách đối ngoại và đặc biệt là phòng chống tham nhũng tiêu cực. Kính thưa, cái công tác này thì thời gian tới công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, phòng chống tham nhũng tiêu cực sẽ được tiếp tục triển khai mạnh mẽ với các cái mục tiêu, các cái quan điểm, các cái phương châm, các cái nhiệm vụ, các giải pháp như thời gian qua. Đấy. Trong đó sẽ đẩy mạnh cái phòng chống tham nhũng tiêu cực theo phương châm không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực. Tập trung phòng chống tham nhũng tiêu cực trước hết là từ những cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng tiêu cực, đẩy lùi cái tham nhũng vật bằng nhiều các giải pháp cụ thể, mở rộng chống tham nhũng tiêu cực ở ngoài khu vực nhà nước để góp phần làm trong sạch nội bộ Đảng, bộ máy nhà nước. Phải nói rằng là cái lòng tin của cán bộ đảng viên, của nhân dân, rồi của dư luận quốc tế đối với chúng ta trong công tác phòng chống tham nhũng vừa qua đã tạo được cái sự đồng tình, ủng hộ. Đấy. Và tạo được cái niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tạo được cái niềm tin của cán bộ đảng viên. Vừa qua là Trung ương tín nhiệm và tin cậy vào những cái đường hướng, phương hướng của Đảng. Thành ra là cái sự đoàn kết thống nhất trong Trung ương, trong Đảng và cái uy tín, tín nhiệm của các đồng chí lãnh đạo và các cái cơ quan phòng chống tham nhũng cũng đã được cái sự tin tưởng rất nhiều. Cái công việc này chắc có lẽ là chúng ta phải làm quyết liệt, triệt để, làm sao đấy chiến thắng được cái giặc nội xâm này.
Hôm nay, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân danh cá nhân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit đã gửi thư chúc mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Trong thư nhấn mạnh, việc đồng chí Tô Lâm được bầu giữ chức vụ quan trọng này thể hiện sự tin tưởng và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Tin tưởng chắc chắn rằng dưới sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí đứng đầu, nhân dân Việt Nam anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, tổ chức triển khai thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thonglun Sisulit khẳng định sẽ sát cánh cùng đồng chí Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tiếp tục củng cố và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Tại Điện Biên, trận lũ quét xảy ra trong đêm ngày 24 rạng sáng 25 tháng 7 ở xã biên giới Mường Pồn, huyện Điện Biên thì đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân. Lũ quét đã làm 4 người tử vong, 2 người bị thương nặng, 3 người mất tích và hơn 50 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, gần 100 nhà khác bị ảnh hưởng. Hiện nay thì các cấp chính quyền của Điện Biên, lực lượng công an, quân đội, dân quân vẫn đang khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả sau thiên tai, từng bước ổn định đời sống cho người dân. Sau đây là ghi nhận của các phóng viên Đức Quang, Chí Hiếu. Đến hôm nay, anh Lò Văn Yêu ở Bản Lĩnh vẫn chưa hết bàng hoàng và tiếc nuối căn nhà mới xây của mình, dù tất cả người trong nhà đều đã kịp chạy thoát trước khi lũ quét qua. Nhặt nhạnh những gì còn sót lại, anh cho biết tất cả tiền của đã dành hết để xây nhà với mong muốn mở một quán nhỏ để mưu sinh, giờ đã không còn. Em thì xây dựng hết 380. Xây được bao lâu rồi thì nó cuốn hết? Xây được vừa mới xong được một tháng. Đến hôm nay, hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an, quân đội, dân quân tỉnh Điện Biên vẫn đang khẩn trương giúp đỡ di dời nhà cửa của các hộ dân đến khu vực an toàn. Tổng cộng có khoảng 50 hộ gia đình nằm trong vùng nguy hiểm bị ảnh hưởng của trận lũ quét vừa qua sẽ được tháo dỡ để chuyển đến nơi ở mới. Trong thời gian tới, chúng tôi phối hợp mở các cái tuyến đường, làm các cái đường nước để bảo đảm cho nhân dân tức là có nước sạch sinh hoạt. Hai là tổ chức tức là vệ sinh môi trường, bảo đảm tức là cái dịch bệnh cho nhân dân. Hiện tại thì đến bây giờ thì cũng đã cho bà con ở nhà người thân và bố trí sắp xếp cho bà con ở các điểm trường và ở nhà văn hóa. Trước mắt là bố trí sắp xếp ở và lâu dài là phải sắp xếp tìm đất, bố trí tìm đất và làm nhà, hỗ trợ làm nhà cho bà con. Có thể nói rằng sau trận lũ quét lịch sử tại 4 bản của xã Mường Pồn, hiện nay cuộc sống của các hộ dân bị ảnh hưởng vẫn hết sức khó khăn. Về lâu dài, bài toán về đất canh tác lúa, sinh kế cho bà con ở đây cũng vô cùng nan giải khi có tới 60 hectare lúa bị đất đá cây cối vùi lấp. Mặc dù địa bàn rộng nhưng vấn đề khó khăn nhất ở vùng lũ này vẫn là việc bố trí quỹ đất để tái định cư cho các hộ gia đình mất nhà cũng như các hộ thuộc diện di rời ở khu vực nguy cơ có thể xảy ra lũ quét và sạt lở tiếp theo. Và hiện nay thì sau khi ổn định cái cuộc sống của bà con nhân dân bước đầu thì chính quyền địa phương cùng các ban ngành đang nỗ lực để bố trí tìm những quỹ đất tốt nhất, an toàn nhất để ổn định lâu dài cho cuộc sống của nhân dân. Thưa quý vị, xóa nhà tạm, nhà dột nát thời gian qua thì đã trở thành một phong trào toàn diện, huy động được đa dạng các nguồn lực trên phạm vi cả nước. Tại tỉnh miền núi Yên Bái, trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023 thì có gần 3.500 căn nhà đã được xây mới và sửa chữa. Nhà cửa ổn định, đời sống của người dân cũng được cải thiện. Hiện nay thì tỉnh còn đang xây dựng đề án riêng của mình, tập trung vào việc hỗ trợ cho các địa phương xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp cho những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn được an cư lạc nghiệp trong những ngôi nhà mới khang trang. Vợ bị liệt nửa người đã 30 năm, người con trai cả mất sớm, ông Hằng A Chay gánh thêm việc làm cha, nuôi 4 cháu nội. Cái nghèo cứ đeo bám gia đình từ năm này qua năm khác. Năm 2023, niềm vui đến với gia đình ông như một giấc mơ khi được xã xét hỗ trợ làm cho một ngôi nhà mới kiên cố, an toàn. Được nhà nước hỗ trợ 60 triệu làm được cái nhà này. Nếu mà không có hỗ trợ thì không biết bao giờ mới có nhà để ở vì nó đã cũ và rột nát. Tôi chỉ biết cảm ơn Đảng, Nhà nước, xã đã giúp đỡ. Tôi cũng cố gắng làm việc vì con, vì cháu để cho chúng bớt khổ. Gia đình tôi được xét hỗ trợ 30 triệu đồng để sửa nhà. Tôi vui lắm.
giờ yên tâm vì có chỗ ăn chỗ ở, không bị mưa nắng, cố gắng làm ăn để thoát cái nghèo. Đây chỉ là hai trong hơn 3.000 gia đình thuộc đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025. Nhờ thực hiện đồng bộ các cái giải pháp nên cái việc huy động các cái nguồn vốn ngoài ngân sách để hỗ trợ làm nhà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo đạt được cái hiệu quả rất là cao, chiếm khoảng 86,7% trong tổng cái kinh phí thực hiện các cái đề án kế hoạch về hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Ngoài huy động vật chất, tỉnh Yên Bái còn huy động được cả hàng vạn ngày công, trong đó nòng cốt là lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên. Nhờ vậy, mỗi căn nhà đều chứa đựng những tình cảm, công sức, sự sẻ chia của toàn xã hội, giúp Yên Bái sớm tiếp cận mục tiêu của chính phủ, xóa nhà tạm, nhà dột nát vào năm 2025. Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam hiện nay, trên toàn mạng lưới đường sắt còn tồn tại hàng nghìn vị trí xung yếu, có nguy cơ sụt trượt trong mùa mưa bão. Và để khắc phục tình trạng này, thì các đơn vị quản lý đường sắt trên địa bàn chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai theo quy định, tăng cường theo dõi, kiểm tra, chốt gác vào mùa mưa bão. Theo Cục Đường sắt Việt Nam cho biết, hiện nay trên một số tuyến đường sắt đang có tiềm ẩn nguy cơ bị sụt trượt, ngập lụt đường sắt trong mùa mưa bão. Nguyên nhân chính được cho là một số tuyến đường sắt chạy qua các khu vực đồi núi, biến đổi khí hậu, trong khi đó thời tiết thì lại diễn biến ngày càng phức tạp. Nước thấm đến đâu, dùng xi măng vá đến đó. Tuy nhiên, cách xử lý này với những điểm thấm nước trong hầm Bắc An Khánh trên tuyến đường sắt Hà Nội Lạng Sơn không hiệu quả. Sau hơn 50 năm sử dụng, hiện hầm đã xuống cấp, vòm hầm và thành hầm đã xuất hiện nhiều vết nứt. Đặc biệt khi mưa mưa bão, hiện tượng nước ngấm xuống hầm rất nhanh. Xử lý của cái việc thấm rò rỉ nước này ấy, nó liên quan đến cái việc xử lý bên trong thì nó không đảm bảo được cái chất lượng và cũng vẫn còn nhiều vị trí nó vẫn tiếp tục phát triển. Hầm thì được xây dựng ở trên cái khu vực đây là đèo dốc, mà đường thì có độ dốc từ 12 đến 17 phần nghìn. Thế thì hầm thì qua một thời gian dài khai thác thì hiện nay tình trạng là hầm vỏ hầm là bê tông cốt thép thì đã bị nứt và nhiều chỗ thì nước rò rỉ chảy rất mạnh, mỗi khi mùa mưa đến chảy như có những chỗ như dòng thác vào trong hầm. Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho hay, hiện trên toàn mạng lưới vẫn còn tồn tại hàng nghìn vị trí xung yếu. Đặc biệt, có 12 hầm và hơn 460 cầu xung yếu. Các vị trí này dàn trải trên phạm vi rộng, có nguy cơ sập trượt ta luy, xói lở nền đường, gây ngập nước trong đường ray. Các đơn vị phải rà soát và tùy các cái vị trí để tập kết, dự phòng các cái vật tư, các kết cấu tạo để sẵn sàng ứng phó khi mà có cái đứt đoạn sự cố công trình xảy ra. Hiện đang là mùa mưa bão, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của đường sắt. Do đó, ngay từ đầu tháng 7, đường sắt đã đảm bảo thông suốt, thông tin liên lạc, tổ chức ứng trực 24/24 giờ mỗi khi có mưa bão để kịp thời ứng phó sự cố trên các tuyến đường sắt. Trước nay thì cải tạo hệ thống kênh rạch vẫn luôn là một vấn đề được Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm. Mới đây thì Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất là chi khoảng 6.200 tỷ đồng vốn ngân sách để cải tạo rạch Văn Thánh. Cụ thể đến nay thì công tác này được triển khai như thế nào? Chúng tôi xin được mời những thông tin chi tiết từ biên tập viên Thụy Vân. Vâng, anh Sơn Lâm, có thể nói là rạch Văn Thánh thuộc hệ thống kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè từ nhiều năm nay thì đã là một trong những điểm nóng trong khu vực trung tâm của Thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề ô nhiễm nghiêm trọng, bồi lấp ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống của người dân. Và Thành phố Hồ Chí Minh thì vừa chính thức công bố dự án nạo vét cải tạo nhằm hồi sinh con rạch này và là một trong những dự án hồi sinh các dòng kênh tại khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một vài trong số hơn 1.000 căn nhà dự kiến sẽ được di dời để cải tạo rạch Văn Thánh, một trong những tuyến rạch đóng góp vai trò quan trọng giúp thoát nước giảm ngập cho toàn bộ khu vực và là nơi tuyến metro số 1 đoạn trên cao sẽ đi qua. Tuy nhiên, suốt nhiều năm thì rạch Văn Thánh đã bị lấn chiếm, bồi lấp và bị ô nhiễm nghiêm trọng, gây ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống của người dân. Rạch Văn Thánh có tổng chiều dài khoảng 1,5 km, chảy qua các phường 19, 21, 22 quận Bình Thạnh. Phía trên của rạch là đoạn đi trên cao của tuyến metro số 1 bến Thành Suối Tiên hiện đã hoàn thành. Nằm phía dưới những tòa nhà cao tầng, các căn hộ cao cấp là hình ảnh hàng ngàn căn nhà sập xệ, xếp liền kề chồng lên nhau và lấn chiếm ra ngoài phía con rạch. Các dãy nhà chằng chịt, thiếu ánh sáng với lối đi nhỏ hẹp, nhiều hẻm cụt, men theo những ngôi nhà là rất nhiều rác thải cùng dòng nước bị ô nhiễm nặng. Rác thải chủ yếu đến từ người dân sống ở hai bên rạch và cả từ nơi khác tích tụ lại lâu ngày. Với vị trí và vai trò quan trọng,
Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất chi khoảng 6.200 tỷ đồng vốn ngân sách để cải tạo rạch Văn Thánh. Phần lớn trong số đó, khoảng 5.560 tỷ đồng sẽ chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, lập dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công. Người dân xung quanh khu vực cho biết hiện đã nhận được thông báo giải tỏa. Tuy nhiên, khoảng thời gian chính xác thực hiện và phương án di rời hiện vẫn chưa được thống nhất. Rạch Văn Thánh sau khi được thực hiện xong công tác giải tỏa thì sẽ được nạo vét và xây dựng đường giao thông hai bên với chi phí khoảng gần 1.000 tỷ đồng, dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm 2028. Xin được kính chào quý vị khán giả. Ngày 17 tháng 5 năm 2006 thì đã chứng kiến dấu mốc là ngày đầu tiên đồng tiền polymer mệnh giá 20.000 đồng được phát hành và lưu thông tại nước ta. Tuy nhiên lúc đó thì tuyệt nhiên không thấy có người dân nào lên tiếng tranh luận về hình ảnh chùa cầu tại Hội An được in trên tờ tiền. Có thể một phần là vì 18 năm trước mạng xã hội chưa phát triển lắm, hoặc cũng có thể do nếu chỉ nhìn hình vẽ này thì ít ai phân biệt được chùa cầu là cổ kính hay hiện đại để mà tranh luận. Các cụ nhà ta có câu, chiếc áo không làm nên thầy tu, nhưng một chiếc áo mới được khoác lên di tích lịch sử, văn hóa quốc gia như chùa cầu lại có thể tạo ra những cuộc tranh luận không dứt. Vì sao vậy? Và quý vị đang theo dõi chuyên mục Điểm tuần của Chuyển động 24 giờ. Thưa quý vị, đã có rất nhiều các bài báo chương trình đề cập chi tiết đến quá trình đại trùng tu của chùa cầu đã diễn ra như thế nào. Và nếu như sẽ thành là thừa thãi, tôi lại tiếp tục đi phân tích và thuật lại lời của các chuyên gia. Vì vậy thì tôi sẽ lý giải là vì sao hiện tượng chùa cầu lại nhận được nhiều ý kiến tranh luận đến thế trong những ngày qua dưới góc nhìn của tình yêu học. Và xin bộ phận biên tập hãy hiện lên cho tôi hình ảnh của một cô gái xinh đẹp được tạo ra bởi ChatGPT. Quý vị ạ, xin hãy coi cô gái đẹp này là hình ảnh tượng trưng cho khái niệm người yêu cũ. Các chuyên gia tâm lý đã thống kê như thế này ạ. Một trong những trạng thái tâm lý phổ biến nhất của cánh mày râu khi gặp lại người yêu cũ đó là bối rối. Tại sao lại bối rối? Vâng, tình chỉ đẹp khi tình giang dở. Trong ký ức của các anh, cô gái ấy rất đẹp. Và các anh đinh ninh rằng sau nhiều năm, thậm chí hàng chục năm sau khi gặp lại, cô ấy vẫn phải đẹp đến trong veo như ký ức mình từng gặp ở sân trường năm nào. Thế nên khi giờ đây, người yêu cũ là người phụ nữ già nua, nhiều nếp nhăn hiện diện trước mặt, các anh bối rối và không thể nào chấp nhận được thực tại vì đã chót quá yêu hình ảnh của người cũ mất rồi. Vậy thì giờ cũng thế thôi, trong ký ức của rất nhiều người dân Việt Nam thì hình ảnh của chùa cầu luôn hiện lên với nét thâm trầm, rêu phong, cổ kính. Thành ra sau cuộc đại trùng tu, người dân chưa kịp quen mắt với những mái ngói sạch vết rêu phong, chưa quen với những màu vôi mới cũng bởi vì họ đã chót quá yêu hình ảnh cũ mất rồi. Trí não con người thường chỉ công nhận những điều ta biết, ta đã từng nhìn thấy là đúng, phải như thế mới là đúng, khác đi là ta sẽ tìm cách phủ định cho bằng được. Nhưng thưa quý vị, trước khi có hình ảnh thâm trầm cổ kính thì chẳng phải chùa cầu những ngày đầu mới xây dựng của hơn 400 năm về trước cũng mới tinh tươm đó sao? Chiếc áo không làm nên thầy tu, mà còn bởi một ý kiến rất hay tôi đã từng đọc được như thế này. Người dân Hội An nói riêng và người dân Quảng Nam nói chung đã giữ được những ngôi nhà của quá khứ để có một đô thị cổ là di sản thế giới, thì không lý do gì họ lại không nâng niu một báu vật như chùa cầu. Người dân ở đây không cần phải cố chiều lòng ý kiến của tất cả mọi người vì chính họ là những người con, người cháu đã gìn giữ di sản của tiền nhân suốt hàng trăm năm nay. Khép lại câu chuyện của chùa cầu và nhân nhắc đến chuyện tình yêu đôi lứa, tôi lại xin mạn phép chia sẻ thế này. Trong tình yêu, bao giờ thì lúc mới yêu cũng lung linh, nhưng mà vẫn lại là câu nói quen thuộc, chiếc áo không làm nên thầy tu. Đôi khi, một người đàn ông nào đó nói chuyện với bạn rất là hợp, nhẹ nhàng, lịch sự, lại còn có mác là dân IT nữa, thì chưa chắc diễn biến tiếp theo đã như bạn mong muốn. Cách đây nửa năm, người phụ nữ này đã kết bạn với một người thanh niên kém hơn mình hơn 20 tuổi qua mạng xã hội. Với vỏ bọc tự tạo là một kỹ sư công nghệ thông tin, nói chuyện có duyên, đã khiến cho chị có tình cảm thân thiết. Mới đây, người thanh niên này đã ngỏ ý vay mượn tiền của chị để đầu tư trên trang bonus79.com. Với lời hứa hẹn lãi suất cao, tin tưởng chị đã cho vay tiền. Hai lần đầu thì đều được trả lại với lãi suất gần gấp đôi. Thế nhưng 4 lần sau,
thì người bạn này đã mất hút, mang theo số tiền hơn 1 tỷ đồng của chị. Mình lại nộp 10 triệu vào, thì nó lại trở về tài khoản của mình được 17 triệu. Tức là mình được 2 lần thôi, 2 lần lời. Thế thì bắt đầu là cuốn vào bạn. Xong làm như thế nào mà lại chuyển đến tới cả 1 tỷ luôn? Đầu tiên là thế là cuốn vào là 6 lần chuyển tất cả. 6 lần chuyển mà để... 6 lần chuyển mà nhận lại được 2, còn mất 4. Thế tại sao cái lần thứ 3 không nhận lại được rồi mà vẫn cứ chuyển tiếp ạ? Thì bạn ấy bảo là một khi đã có niềm tin thân nhau lắm rồi. Thân nhau mà chị nói ở đây chỉ là những cuộc trò chuyện qua mạng xã hội. Món quà duy nhất mà kẻ lừa đảo đã tặng chị là một hộp sầu riêng trị giá 800.000 đồng. Thế đã tặng chị cái gì chưa ạ? Có mỗi sầu riêng. Tặng sầu riêng rồi? Mua của Hà Nội này ở cái shop sầu riêng này gửi đến. Họ ship đến. Liệu người ta đã tỏ tình với chị ấy chưa? Có chứ, nó có. Thế nhưng mình cũng không phải là để yêu, để mà say đắm. Chưa gặp đâu mà nhìn trên mạng thì cũng cái ảnh đấy cũng không phải để làm cho mình mê mệt. Nhưng mà cái tính tình nó hoạt ngôn lắm. Nói chuyện có thể không bao giờ chán. Chuyện duyên đúng không? Nói chuyện không bao giờ chán. Hay là mình tâm sự được hết cái tấm lòng của mình ra. Đúng rồi. Chưa bao giờ từ bé không học ở đây. Đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội cho biết, năm 2023, đơn vị này đã nhận được gần 2.700 đơn tố cáo của người dân về việc bị lừa đảo qua mạng xã hội dưới nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có việc lừa đảo tình cảm để chiếm đoạt tài sản. Sử dụng các cái mạng xã hội trong trên Facebook, hoặc Telegram hoặc Zalo liên hệ đối với làm quen với những người phụ nữ lớn tuổi ở tại sinh sống tại địa bàn Hà Nội hoặc những cái tỉnh lân cận. Và thực tế thì sau đó thì kết thân với nhau và tạo ra các mối quan hệ tình cảm lưu đương. Sầu riêng không có lỗi, sầu riêng 800.000 thì lại càng ngon. Lỗi ở chỗ là người phụ nữ trên đã quá tin tưởng vào ngoại hình, mác dân trí thức, ăn nói hoạt ngôn của đối tượng lừa đảo, để rồi chuốc nỗi sầu cho riêng mình. Thưa quý vị, chúng tôi cũng không phải đưa câu chuyện này ra để nói cho vui, mà chính xác hơn, đây lại là câu chuyện cảnh giác, bởi hiện tại đang có những chiêu lừa đánh vào tình cảm một cách rất tinh vi. Đối tượng thường chọn những phụ nữ trung niên, độc thân, có nhiều tài sản, sau đó nói những lời ngon ngọt, giả vờ là người bạn đời tâm giao nhiều cảm thông, dễ chia sẻ, rồi dụ nạn nhân chuyển tiền và một đi không trở lại. Còn giờ thì xin được đến với một câu chuyện khác. Nếu có cái tên nào được nhắc đến khá nhiều trong mấy ngày hôm nay, thì hẳn những người tên Vinh sẽ được nhắc đến đầu tiên. Lý do bắt nguồn như thế này. Tại Olympic Paris năm nay, những vận động viên bắn súng bỗng nhiên được chú ý đến lạ. Từ nữ vận động viên Hàn Quốc có gương mặt như đang vào vai nữ điệp viên thực hiện nhiệm vụ, cho đến vận động viên Thổ Nhĩ Kỳ 51 tuổi như vừa đang tưới cây ngoài vườn thì lại gọi vào bắn súng. Và sẽ là thiếu sót nếu không điểm qua dáng người uốn lượn khá là khó miêu tả chính xác đây là dáng gì của vận động viên nam Hàn Quốc. Tất cả họ, dù mỗi người một dáng vẻ, một thời trang khác nhau, nhưng vẫn toát lên phong thái điềm tĩnh, lạnh lùng, nhắm bắn chính xác hồng tâm và gặt về những tấm huy chương danh giá cho đất nước. Tuy nhiên đúng là chiếc áo không làm nên thầy tu, không phải cứ vận động viên đi thi Olympic được trang bị đến tận răng thì mới có thể chạm được đến huy chương. Cộng đồng mạng trong nước bỗng nổ tung khi mà huyền thoại bắn súng của Việt Nam, niềm tự hào mang tên xạ thủ Hoàng Xuân Vinh bỗng sống lại trong ký ức người hâm mộ. Anh hiện lên với hình ảnh rất giản dị, cũng một tay đút túi, chỉ đeo kính cận 2,5 độ và nút bịt tai theo chuẩn. Thế nhưng, thần thái và sự tập trung, bình tĩnh đến lạnh lùng đã giúp xạ thủ Hoàng Xuân Vinh mang về chiếc huy chương vàng lịch sử cho bắn súng Việt Nam ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam tại Olympic Rio năm 2016. Tôi phải nhìn lên màn hình trên và tôi nhìn dưới màn hình dưới. Sau đó tôi quay ra tôi nhìn khán giả thì tôi thấy mọi người rất là vui mừng và thậm chí là họ nhảy múa lên thì tôi thấy là họ hướng nhìn về phía tôi họ nhìn. Thì tôi mới định nhìn ra là khoảng sau một phút thì là tôi đã chiến thắng. Và ngay khi hình ảnh của đại tá Hoàng Xuân Vinh đỉnh nóc, kịch trần bay phấp phới chưa hạ nhiệt, thì người hâm mộ cả nước lại phát sốt với một vận động viên bắn súng tên Vinh khác. Nữ xạ thủ xinh đẹp, người con của Thanh Hóa Trịnh Thu Vinh đang đứng trước lịch sử. Khi vào 14h30 phút chiều nay, ngày 3 tháng 8, thì cô sẽ tranh tài chung kết nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ.
Trước đó tại vòng loại thì với kết quả bài thi bắn nhanh xuất sắc khi 27 trên 30 viên đạn đạt điểm 10 thì Thu Vinh đã trở thành một trong 8 vận động viên ghi tên vào chung kết nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ Olympic Paris 2024 và nắm cơ hội đoạt huy chương cho thể thao Việt Nam. Những người tên Vinh đều giỏi như thế sao? Người hâm mộ vui vẻ bình luận. Chúng ta đã có Xuân Vinh, giờ có Thu Vinh. Và nếu sắp tới có thêm Hạ Vinh hay là Đông Vinh đi thi và có huy chương Olympic nữa thì coi như 4 mùa đều quang vinh. Và xin chúc cho nữ vận động viên Thu Vinh sẽ bình tĩnh tự tin và có thật nhiều may mắn để gặt hái lịch sử. Vâng, và đó là những câu chuyện rất khác nhau liên quan đến khái niệm chiếc áo không làm nên thầy tu. Đừng bao giờ vội đánh giá một hiện tượng sự vật chỉ bằng bề ngoài. Cũng đừng vội dán nhãn ai đó khi chưa nhìn thấu bên trong họ là ai. Đôi khi bạn cứ đứng lùi lại vài bước, khung cảnh trước mắt sẽ được nhìn thấy rõ hơn rất nhiều. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi Điểm Tuần hôm nay.